Xin chào quý bà con và các bạn trở lại với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển nha. Thì hôm nay mình có giao lưu hoa giấy với nhà vườn anh Văn Giang. Ở đây cùng giao lưu hoa giấy thì hôm nay mình cùng gặp anh Giang để đo thông số báo giá luôn nha bà con. Rồi, chào anh Giang. Rồi, chào anh Liên và chào bà con nha. Hôm nay có một số hoa giấy để phục vụ cái nhà mình ha. Bắt đầu thông số 1 cái nhà mình đó. Cây số 1. À. Đế đẹp, đế bự nha cả nhà. Cao nó 95 hơn ạ. À. Ngang nó 65 ạ. À. Cao 95.065 ha. Mình cố chỗ này đó là 130 ra lại. Đây là 21 hơn 22 nha cả nhà. Hoành 22 luôn ha anh. Hoành dưới đây đúng là 21 rưỡi. Hoành cổ nha. Còn hoành sát đế này là 48 cả nhà mình ơi. Đó. Anh đo thoát thân luôn. Thoát thân bây giờ em đo từ mặt tới phân trạng trên ha. À, tới đây 55 nha cả nhà. Tới chỗ ghép bo ha. Tới chỗ ghép bo 55 cả nhà. Đó, đế bự ha. Cụ đây bự trắng sạch nha bà con. Có hình gì quái quái không biết nữa nè. Đỡ không? Nó tuyến ẩn nha. Vô cái chậu lục giác trắng cao ha. Ừ. Mã số 1 cái nhà mình ơi. Cái này mình giao lưu giữ chậu luôn ha. Dạ, em bên chậu. Em giao lưu mấy cái hàng có chậu đẹp gì là em giữ nguyên chậu, tin nó chậu mũ cả nhà. Em giữ nguyên chậu. Về bà con khỏi phải thay chậu với cái thứ hai nữa, nó không mất sức cây không ha. Không bị mất sức. Dạ đúng rồi. Rồi, mã số 1. Mã số 1 này em xin giao lưu là 1.000k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà, là 1 triệu ha. 1 triệu đồng. 1 triệu em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi. 1 triệu đồng bà con được cái cây như ý vậy nè bà con. Cây đi về lên nhà nó đùm cào cái nó nửa ấy xuống ha. Đó bà con, nếu mà có cái chậu giống như vậy nữa thì bà con trang trí vô nữa là phù hợp với cái dáng cây luôn. Rồi, mã số 1 cả nhà em xuống cây ạ. À. 1 triệu đồng bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. Rồi, tới mã số 2. Hai màu cả nhà mình ơi. Đây. Đó, anh em còn coi cái đế nè, hình nó đẹp nó ghê không? Hình giống con gì đó không? Đó, hình nó ngộ không? Đó, một chân trước bỏ ra hai chân sau ha. Ừ. Này cao là 85 cả nhà mình ơi. Hai màu cái tím tuyết với lại trắng ngang nó là dưới 67 ạ. À. Cao 85.067. Hoành cổ đi dưới thả 19. Thôi đo chỗ nhỏ nhất đi. Rồi. Nhỏ nhất là 14 hơn ở nhà. 14 nha bà con. Nguyên cái đế này là dưới thẳng tới 6 mấy lần ở nhà mình đây. Hoành bệ 6 mấy. Ừ. Có hình gì ha. Một ghế chính, hai ghế phụ như hai cái chân đó nha bà con. Ừ. Hai chân đó bỏ tới. Đó. Mã số 2 cả nhà. Hai màu ha. Trắng tuyết và tím tuyết. Trắng tuyết, tím tím. Cái nào cũng siêu hoa hết bà con ơi. Cây như vậy là 370k bao sống bao ship toàn quốc đó nha. 370k. 370k mã số 2. Đó. Hình bởi đã không? Wow, mã số okay. 2 cả nhà. 370k. À, bà con về nếu mà gia đình mình nào có cái chậu như vậy nè, đó, bà con thay vô chậu là hết ý luôn. Rất là đẹp. Rồi, tới mã số 3 cả nhà mình. Đây, nó cũng hình cái con gì nữa ha. Thấy không? Nguyên vậy đã không? Nguyên cục phôi quá đẹp luôn. Đó. Nhìn qua bên đây cũng thấy cái hình được này, cái hình cùi hết, cùi hết là mình thấy được cái rễ này trọn vẹn luôn nha bà con. Trắng sạch. Cao là 90 nha cả nhà. À, cao 90. Ta ngàn là 65 ạ. À. Đồ cái đế này nhìn hướng nào cũng có cái thế chứ chả. Thế gì ngổ vậy? Cao 90 ngàn 65, vành cổ là 125. Người đâu ăn lộn trước quá. Cổ là 26 hơn cả nhà mình đây. Vành 26 hơn ha. Vành cổ 26 hơn ạ. À. Cái eo nhỏ rò sát rồi luôn, sát là 37 hơn nha cả nhà. Đó. Nguyện bệ vậy ha. Cây khá là lực nha bà con. Đúng rồi, cây lực mà có hình gì ngộ quá. Mã số 3 ha. Số 3. Cây này là cây cẩm thạch tím nha bà con. Cẩm thạch tím. Thạch tím siêu hoa. Cái này phơm tàn cái nhánh, mấy cái nhánh này mình quán dây phải không anh? Nếu mà xả ra nó xè dữ lắm ha. Đúng rồi, xả ra nó bung. Đây, có cọng dây nhôm nè. Như cả nhà như có ai có qua tay, cả nhà có qua tay thì sửa theo ý thích ha. Em không biết cứ quấn quấn vậy thôi. Mã số 3 cả nhà. Mã số 3 cẩm thạch tím này vẫn 1.000k bao sống bao ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, ok. Một triệu bao sống bao ship, bao ship chậu luôn nha cả nhà. Mã số 3. Mã số 4 lên ngũ sắc mà cả nhà mình ơi. Đây. Một cây ngũ sắc. Ngũ sắc này có hơn nha cả nhà, tới 6 7 màu luôn á. À, cam, à, trắng phước hồng là 2, vàng là 3, hồng sen là 4, đỏ là 5,
năm màu tím. Chắc ăn năm màu. À có cái này nữa, tím pháp là 6. 6 màu bà con ơi, chắc ăn là 6 màu đó. 6 màu có đang bông, còn cái bên này có cái tược này chưa có hoa, chưa là có. Không biết là gì đây. Cái cây này nó 6-7 màu, cao nó như vậy là 90 nha cả nhà, cao như vậy là 90. Em đo tán ngang nó, tán ngang như vậy là tới 69 nè. Mình có là 12 non nha cả nhà, 12 non đó, hai gửi nó quấn lượng nhau ha. Như dáng phu thê vậy đó. Mà này được ghép thì là 6 màu có hơn nha cả nhà, 5 màu hơn tính vậy đi. Mã số 4 nha, chắc ăn là thấy 6 màu rồi. Đúng rồi. Cái này là 300, bây giờ 350k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình ơi. 350k. 350k cho cây này 6 màu. 6 màu. Còn một cái đọt chưa ra hoa thì mình chưa có. À, không tính luôn. Dạ. Lộn. Rồi. Mã số 4 cây 6 màu nha cả nhà. 350 ạ. Đó, tới lên cái hình. Mã số 5. Đây cũng là cái hình gì đây. Đó, thấy không? Cây rất khủng bà con. Cái này ruộng tàn lại nha bà con. Nó việc cả nhà bẻ theo ý thích nha. Dèm xá ra là nuôi luôn. Cao nó là 89 ạ. Ngang này là 58 à. Cao 58, ngang 58. Trời ơi, quá trời luôn. Này chỗ nhỏ nhất nó là 21 nha cả nhà. Chỗ nhỏ nhất là 21 ha. Hoành bể luôn, tổng hoành bể. Tổng hoành bể đây là một bể đặc luôn bà con ơi. Tới 44 hơn cả nhà mình ơi. Này về bà con mình lấy cái vò nước xịt rong cái này ra là nó sạch hơn. Đó. Nhẹ dòng luôn anh nha. Đó. Quá cứ. Mã số 4 ha. Mã số 5 ha. Mã số 5 ha. Số 5. Rồi. Cũng là cây cẩm thạch tím cẩm tuyết. Thạch tím. Cẩm thạch tím nha bà con. Mã số 5 này vẫn 1000k bao sống bao ship toàn quốc nha cả nhà. 1000k. Dạ. Rồi. Nhìn cái chậu không là thấy cũng rất là đẹp bà con ơi, chậu lục giác màu trắng. Giờ bắt đầu lên cái cây màu khác à. Mã số 6. Số 6. Một cây tím tuyết. Tím tuyết cái nhà đó, cái này tàn lớn luôn ha. Cây này đang đi đọt non hay bà con. Cao nó 90 hơn cả nhà mình ơi. Tím 90 đi. Ngang 88 cao 90 ạ. À. Cổ này bự lắm nè. Cái lô này khủng anh Giang. Khủng. Còn cây khủng. Bành cổ là như vậy là 28 hơn nha cả nhà. Đây. Tính 28 nha cả nhà mình luôn ha. Gần 29. Đó, bành cổ là 28. Luôn. Đứa này thì nó 47 cả nhà mình ơi. Này thì đặt xe bó cứ ngắt nè. Bà con nào mà giao lưu thì những cái cây này đáng sưu tầm nha bà con. Đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mã số 6 cả nhà. Cái tím tuyết bự gì ha. Đây nè, còn sót là mấy cái hoa nè. Cây này rất là đẹp. Đang đọt non và cũng đang phân quá mầm hoa búp ra nha cả nhà. Mã số 6 tím tuyết này dẫn 1000k bao sống bao ship toàn quốc. Cái này có thể là mình về mình chơi được cái lễ 30/4 nè anh Giang. Đúng rồi, nó đang có hoa mà. Đang búp nè. Mã số 6 1000k ha. Mã số 6 cái này dẫn 1000k cho cả nhà mình luôn nha. Rồi. Ok. Mã 6 cái tím tuyết nha cả nhà. Tím tuyết form tròn đặc tàn rồi bà con ơi. Đây tới một gửi cái hình gì đây. Mã số 7. Mã số 7 cái nhà mình ơi. Đó, một cục nữa. Một cục như ông đĩa luôn ha, một rễ. Cao nó là 75 ạ. Ta ngang là 60 ạ. Cảm thấy tím nha các bạn. Cao 75 ngang 60, vành cổ đường dưới 23 hơn nha cả nhà. Vành cổ đó là 23 ha. 23 hơn. Đó cái cục tròn tròn là 36 nha cả nhà. Quá wow, trời. Bà con nào thích cái dáng một rễ là cái chọn cái này là hết ý luôn nha bà con. Đó mình nó lắc đã ha. Quá wow, trời, trắng sạch mịn luôn, không có tì vết. Mã số 7 gì đó. Mã số 7 cả nhà mình ơi. Cẩm thạch tím mã số 7. Một rễ. Mã số 7 dẫn 1000k bao sống có ship toàn quốc cả nhà mình luôn ha. 1000k. Mã số 7. Cây một rễ nha cả nhà. Vô cái chậu cũng khá là đẹp bà con. Đó, bà con nào mà có đam mê bà con mình về mình bố trí thêm những cái chậu lục giác bằng sứ như vậy nè, chậu tròn đưa nó vô một cái là cũng rất là đẹp. Còn nếu không bà con giữ y tinh. Mã số 8 cả nhà mình ơi. Mã số 8.
À, cũng mã chót hôm nay cả nhà, hôm nay lên ít rồi. 8 mã ha. 8 mã. Đây, cam thạch tím nha bà con. Cái này thì cao ha, cao 1 mét hơn cái nhà mình ơi. Ngang thì 6-17 ạ. 6-17 có hơn. Mình có thì 22 mấy gần 23. Tính 22 đi. Rồi. 22 cử đi. Ồ, cái bề nó đặt mà nó xoắn. Bề dữ kìa. Nó xoắn xoắn gì ngon á. Nguyên cái bể là 54 cái nhà mình ơi. Đó, à, một cục trời. Luôn nha cả nhà. Bóng lộng luôn ha. Ừ, dạ. Yeah, không tùy vết luôn. Sạch đẹp bà con ơi. Mã số 8 là mã chót nha cả nhà. Đó, cẩm thạch tím. Phơm tàn thì 60 6 mấy thì thật ra là nó gom dây lại nha bà con. Chứ nếu mà xả ra là dây. Nó khủng khiếp lắm. Đó, về cả nhà làm theo ý thích ha. Mã số 8 mã chót này vẫn 1000k bao xuống bao ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, ok. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Rồi, cũng cảm ơn anh Giang nha, cảm ơn bà con đã biết đến anh Giang, biết đến kênh Lê Nguyễn. Trong những clip trước thì hy vọng là bà con sẽ yêu mến, hợp nhãn, thì bà con có liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp trực tiếp anh Văn Giang nha bà con. Rồi bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.